Hello bọn phone, nắng ngày xin chào bọn phone là chị Lan Khang Cô á, thầm mấy nè, nắng ngày chị mà chăn nắm, tự bay chăn nắm, cứ mở bát phòng, miền Tây Thanh bát với ở ấy thì cứ có bàn tay dùng cà phê tới bàn phẳng cột bàn ấy cà phê liền sầm à thấy bàn thầm bàn ấy cà phê tới của thà mình thân tất bát làm chị tu tới anh vậy bàn này thà cà sập pram phe rồi làm Khang Cô lụa được bàn thầm mình chơi dân làm thầm mấy nữa á. Bà cứ bà bỏ viết mình đi ra cái bánh tham sáng tham cà phê vì cổng hôn màu xẻ bài có bánh tay bánh cà phê đôi làm là tận màu phê mà rách ở toàn miền thì nhắn phải giặt mình tên của miền bóng phố ông lát lưu tha lên sáng năm mà phải phí bà sáng năm mà phải phí miền bốc bạc bốc ấy đã mua lại đấy chi ở Thái chi ở liền ấy chẳng tới đôi xa là đồng rơi ca chọn phí đang là vị trí cạnh là bạp sửa rõ ngay mà thật liền mạch cả nhắn do lõ cứ tinh thông mây rồi từ họ gọi lại bàn cà phê mà nhìn chẳng tới bà tìm mỗi cái bàn phẳng cột cà phê tập thám ở cà phê trái thì phí cứ bàn cà và bàn cà vật hàng tầm bấy sau từ sạch đáy nó có mỗi bộ còn mỗi trái chẳng bong bong khơi nhìn mình thả rút bây giờ xám nâng ngày ăn ít bây giờ tế rồi có sẽ đi làm đài non chôn mà tận màu sọc mai màu bìa mà rịch màu sọc mai dưới á cứ cái bàn cà phê cà mì sầu bà lại này cái đó bọn bọn mở bát tất khơi khơi cà bánh sáu cà phê vì hàng khrom nên tại đó chẳng làm mà tận là sọc dưới cầm hôn ở bàn tì dương bàn luôn này mặt bàn anh đang hay nơi sọc khéo nhưng mặt bàn sao anh vừa đã đằng ha chạy màu nó cầm hôn bàn ở đá rồi có dương dòng một bàn luôn này tạm cả lại repair xin tì nên này miên vô bao tập phần năng ok bye bye.